Em cũng biết đó, khi mà quen nhau với lại là chia tay, anh muốn là nếu mà được thì hai đứa mình cùng nhau phá bỏ cái lời nguyện đó. Thì nhìn em, anh muốn hôn ở đâu? Anh sẽ hôn ở môi. Anh có tôm trùng gì em không? Thực ra là cái sự đó là một cái sở thích của anh. Còn cái tình thứ hai là em quen cũng trên mạng luôn, mà em mở được em quen được 1 năm, cũng về sống chung là cũng tiếp tục cái con đường cũ vậy đó. Cũng là người ta có người khác nữa. Dạ, cũng đi chơi đây nọ vậy đó. Em bắt gặp nhiều lần luôn mà em cũng tha thứ nhiều lần thôi, mà cuối cùng cũng vậy nữa. Em nghĩ em là người chung thủy. Em chung thủy. Xinh quá ha. Chào hai em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn bên kia, em chào mọi người có mặt ở đây. Em tên là Đông, em đến từ Tây Ninh và hiện tại là em đang làm nhân viên bán hàng tại một chi nhánh ở Tân Bình. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi, rất nhẹ nhàng, dễ thương. Ở Tây Ninh thì nhà còn có ba mẹ, còn anh chị em gì đông không? Dạ còn đủ hết ạ. Mời tới em bên đây. Dạ em chào chương trình, chào bạn bên kia, chào chị Cát Tường. Em tên Hiếu, em 26 tuổi luôn. Dạ em đang sinh sống và làm việc ở huyện Bình Chánh. Dạ em đang làm công ty giày da. Em làm về mảng nào trong đó? Em làm bên nhân viên điều độ. Điều độ? Dạ. Là điều độ là làm gì? Là triển khai hàng hóa. Sản xuất. Rồi chị hiểu em rồi. Em quê Bạc Liêu. Em lên đây lâu chưa? Em lên đây được 7 năm rồi. 7 năm? Dạ. Hiện giờ là em đang sống với ai ở Bình Chánh? Em đang ở với anh hai. Anh hai, anh ruột đó hả? Dạ. Hai anh em. Dạ. Hai có gia đình chưa? Dạ, có gia đình rồi. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Tật xấu của em là nhậu xỉn, không nhớ, hay quên. Có hay xỉn không? Dạ, ít đó, ít đi nhậu. Năm xỉn mấy lần? Em cũng biết. Tháng xỉn mấy lần? Tháng xỉn chắc là tháng lần, thì 5, 12 lần, đơn giản thôi, có gì đâu không biết. Thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là ca hát, biết quan tâm và hòa đồng. Nói chung là vấn đề là công việc của em á là bán hàng, tư vấn bán hàng, cho nên là cái phần mà tạo cảm xúc cho người đối diện ok hơn. Rồi. Còn điểm yếu của em thì em có nhiều điểm yếu lắm. Háo ăn, ngáy ngủ, mù đường nữa. Bây giờ thì bắt đầu vô những cái câu hỏi nó hơi mang tính riêng tư một chút xíu. Dạ. Mà chị Tường tin rằng là mọi người khán giả theo dõi cũng sẽ muốn biết những cái thông tin như chị, và ngay cả những người hai người ngồi đối diện thì cũng muốn biết thông tin của nhau. Trước tiên là trong cộng đồng LGBT của em đã come out với gia đình chưa? Dạ, em đã come out với gia đình em rồi. Bao nhiêu lâu rồi? Chắc cũng nửa năm trước rồi. Phản ứng của gia đình như thế nào? Cái phần come out này á là em chỉ come out với ba mẹ thôi, còn ông bà nội thì là cái người em thường hay chia sẻ và biết rất là lâu rồi. Một thời gian trước thì mẹ hỏi em là bộ như vậy hả, thì em cũng có nói thiệt là sau đó thì mẹ phản ứng rất là gay gắt. Mẹ nói là con như vậy thì thôi con đừng có nhìn mẹ nữa. Nhưng mà may mắn cái là hai mẹ con cũng hòa với nhau rồi, hiện tại là đang rất là ok. Nhưng mà chị nghĩ thì cái điều đó trước giờ là thí dụ như từ lúc nào thì em biết là mình như vậy? Cái này nó có biểu hiện từ trước chưa không, hay là mới sau này thôi? Dạ thì thực ra là hồi nhỏ là em cũng dạng là yếu đuối đi, nhẹ nhàng. Bây giờ cũng vậy chứ không phải hồi nhỏ. Bây giờ chị thấy em cũng rất là nhẹ nhàng. Cái giai đoạn mà em biết á là em đi lính ra. Có đi lính nữa hả? Em có đi lính năm 19 tuổi. Tới 21 tuổi thì ra thì đi lính ra mới phát hiện. Dạ ở trong lính chưa, ở trong đó thì em có cảm nắng một cái bạn sinh năm 90. Gái hay trai? Con trai. Sau đó thì đi ra rồi thì cảm thấy là nhớ chứ không nghĩ là mình thương bạn. Sau đó là lên Hồ Chí Minh lại thì gặp bạn, và tối đó thì hai đứa về nhà bạn ngủ chung, thì bạn say xỉn rồi bạn hôn em một cái. Em phát hiện ra là mình cũng thích cái cảm giác đó. Dạ. Còn trong cái ký ức tuổi thơ của em là có bao giờ em thích bạn phụ nữ? Dạ, em không hề nghĩ tới vấn đề đó. Từ lúc đi học luôn cũng chưa có hề thích một bạn gái nào trong lớp hết. Có thích bạn gái, không nghĩ là mình thích con trai. Có nghĩa là hồi đó giờ đi học thì mình vẫn nghĩ là mình cũng có thích con gái. Dạ đúng rồi. Có quen bạn gái nào trong lớp chưa? Cũng có cảm nắng một vài bạn, nhưng mà sau đó thì con nít mà. Tiếp còn câu chuyện của em thì sao? Hồi nhỏ là mấy anh bộ đội về quê, về gần nhà em á là đi tập này nọ, là cái em hay rủ cái miếng nước nít mà thấy phá chạy theo cái từ cái mến với anh đó. Đợt cái anh đi xong hết mùa sau cái anh đi về. Bù. Mấy anh luôn hả? Như là đông lắm. Mình mến thôi chứ mình nói là mình chưa có thích, mình chỉ mến như là anh ruột thôi. Cái là mấy anh đi về cái buồn quá khóc này nọ vậy đó. Khoảng mấy tuổi là mới biết là mình thích con trai thôi. Mà cho chị hỏi xíu thì vai trò trong cái chuyện nam nữ của tụi em là cái vai trò em là vai trò như thế nào? Dạ thì em là sen, cho nên là cũng vai trò nào em cũng làm được hết. À, có nghĩa là men cũng được mà yếu cũng được. Dạ bình thường em cũng men mà. Chị chưa thấy em men luôn á. Thôi em gồng lên. Còn bên này em là vai trò mình là như thế nào? Em là vai trò boss. Boss là có nghĩa là làm dư là phải yếu. Dạ. Đúng không? Chị dùng từ vậy đúng không? Dạ. Đúng không? Chị nhìn em có vẻ còn mạnh mẽ hơn anh bộ đội bên đây luôn á. Này mặt rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Sao em biết em là sen? Mối tình đầu tiên em lúc mà em mới vào nghề á, em vào nghề thì lúc mà cảm nắng một bạn nữa thì bạn này quen mối tình đầu, đi gọi là mối tình đầu, hai đứa quen nhau thì bạn vai top, nói chung là bạn là người đưa em vào đời đó. Top là trên. Dạ. Boss là dưới. À rồi cái cuối cùng sen là giữa. À rồi điều vậy là trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình quen nghiêm túc. Mối tình sâu đậm nhất của em là mối tình nào? Lý do tình sâu đậm nhất của em là mối tình thứ 2, 3 tháng. Chứ không phải cái đưa vào đời hả? Dạ không. Đưa vào đời mà không sâu đậm. Thực ra là lúc đó thì kết quả chia tay á, là hai đứa không hợp tính nhau. Với lại lúc đó là em đóng vai vợ. Cái lần đầu yêu thì cảm thấy là con rất là cọp con nít. Bắt đầu qua cái mối tình thứ 2 thì em lên top lại. Thứ 2 thì em lên top, bạn là boss. Quen nhau đúng được 3 tháng. Đúng cái ngày 20 tháng 12. Quen thì 20 tháng 9 và chia tay là 20 tháng 12. Nhớ rõ dữ vậy luôn. Mối tình đó tại sao ngắn mà lại sâu đậm nhất? Em cũng tính những con đường mà bây giờ hai đứa ở chung với nhau. Nhưng mà rốt cuộc thì hai đứa thì nó có một vài cái thì nó không có hợp với nhau. Ví dụ như bạn chưa come out. Mà phần yêu của em thì em muốn công khai. Rất là khó chịu chị ạ. Rồi không vượt qua được cái điều đó. Dạ, không vượt được. Một câu hỏi nữa là dạ, trong hai vai trò đó em thích cái vai trò nào hơn? Thật ra đối với em thì em không quan trọng là mình là vai trò nào. Quan trọng là khi mà hai đứa thương nhau thì có sự đồng cảm, chia sẻ và quan tâm nhau xíu. Nhưng mà nếu em chọn em cũng phải có cái thích cái nào hơn, nhỉnh hơn cái kia chứ. Dạ thì từ khi quen bạn thì em lại thích là một cái chỗ dựa. Em muốn bảo vệ người dạ, người còn lại đúng không? Dạ đúng. Thế còn em đã come out gia đình chưa? 19 tuổi đã come out. Mẹ em mất rồi, nhưng mà cha còn cha thôi. Nhưng mà cha còn đã có mẹ sau nữa. Nhưng mà gia đình này cũng rất là dễ. Come out một cái là cha cũng hơi buồn xíu, nhưng mà cha cũng nói là kệ con chọn thì con thương thì con chọn, chứ cha không có chọn được thì sao cha cũng chịu. Gia đình này rất là dễ là được cái đó. Rồi em trải qua được mấy mối tình rồi? Em trải qua được 2 mối tình. Mối tình năm em 21 tuổi á, là em cũng quen trên mạng vậy đó. Thì xong nhắn tin qua lại, về nhà đi chơi. Xong được khoảng 3 tháng vậy đó là cái em chia tay. Tại vì người ta có em mà còn đi chơi người khác. Ừ, là lăng nhăng. Dạ. Nhưng mà có phải cái giới của em thì không được chung thủy cho lắm không? Có điều đó có đúng không? Cái này em cũng không biết nè, mà em thấy đa số là cái giới nào cũng như cái giới nào. Tùy người biết, đúng không? Dạ, vợ chồng mình biết giữ. Rồi. Còn cái tình thứ 2 là em quen cũng trên mạng luôn, mà em mở được em quen được 1 năm, cũng về sống chung là cũng tiếp tục cái con đường cũ vậy đó. Cũng là người ta có người khác nữa. Dạ, cũng đi chơi đây nọ vậy đó. Em bắt gặp nhiều lần luôn mà em cũng tha thứ nhiều lần thôi, mà cuối cùng cũng vậy nữa. Em nghĩ em là người chung thủy. Em chung thủy. Em nghĩ như thế nào, cái điều gì để có thể giữ được cái mối quan hệ của giới tụi em cho nó bền chặt? Thì để mà hai đứa mà gắn kết với nhau bền chặt thì phải mỗi đứa phải biết suy nghĩ cho đối phương một xíu. Không ai mà sinh ra là đã hợp nhau. Mình phải biết thay đổi và cảm thông và biết suy nghĩ cho người ta. Đặt cái suy nghĩ của mình vào cái người đối diện. Thế bây giờ mẫu người mà em mong muốn tìm kiếm là một người như thế nào? Thứ nhất là come out. Đã come out. Đã come out. Được. Cái thứ hai là công việc ổn định. Ừ. Cái thứ ba là cùng có những cái suy nghĩ giống như em về tương lai, để mà tiến xa hơn. Chứ không phải là bây giờ cũng lớn rồi, chứ không phải là quen nhau vài tháng rồi thôi. Cùng tương lai để tiến xa hơn, cụ thể là ví dụ là có thể là về sống chung và sau đó là được thì có thể là cưới. Là em cũng muốn là đám cưới đồ đàng hoàng. Đúng. À hiểu rồi. Tiếp. Nếu mà được thì cái tương lai gần thì em mong muốn là có thể dắt bạn về nhà để gặp ông bà nội, gặp ba mẹ. Bây giờ là gia đình em giờ là đồng ý hết trơn rồi đó, chấp nhận rồi đó. Dạ đúng rồi, đồng ý hết rồi. Còn em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người là không cần đẹp, không cần giàu, có gì cũng công việc ổn định là được, nhưng mà biết quan tâm, chia sẻ những lúc vui buồn là được. Em cũng muốn kiếm một người đã dẫn về ra bắt cha mẹ dưới quê với ông bà dưới quê. Ông bà dưới quê cũng dễ, không phải là khó. Em có muốn có đám cưới không? Dạ em cũng muốn chứ. Cũng muốn? Ai cũng muốn. Đâu có nhiều người không muốn nha. Em nói là sai, ai cũng muốn là sai. Chị Tường cũng đã làm rất là nhiều chương trình và cũng tiếp xúc rất là nhiều với các bạn trẻ. Và trong cái giới của các em không phải ai cũng nghĩ vậy. Có nhiều người là chỉ thích sống như vậy thôi, cũng không có dám làm lớn, sợ ảnh hưởng gia đình. Đúng. Rồi có nhiều người thì kín tại vì công việc rồi nhiều kia. Nhưng có những người là họ muốn khao khát sống đúng với cuộc đời của họ. Họ muốn được mọi người công nhận và biết đến và được hưởng hạnh phúc mình một cách công khai. Nên là mỗi người một ý riêng chứ không phải là ai cũng vậy đâu á. Nói chung là hai em trùng khớp ý với nhau. Ok, rồi có hình không? Hai đứa có hình không? Trời ơi, đông quá. Nào ít trời đất ơi, đông quá làm sao mà lựa nổi. Đám một rừng luôn á em. Đó, tìm đi cưng. Ảnh nó trọng á. Rồi. Phù hợp, tìm đi hai bạn. Mỗi bên cho nhau một cái gợi ý đi nè. Em cao mét mấy? Em cao mét 73. Mét 73. Em cao 1m64. Mét 64. Mặt hơi tròn tròn. Mặt tròn. Bên đây 1m73, hơi gầy gầy, rồi hết, hơi gầy gầy. Hết, khỏi nói nữa. Rồi, em nghĩ là em đoán các bạn này. Đâu? Không biết đúng không? Hy vọng là đúng. Lý do tại sao mà bao nhiêu đây người ngồi không chọn, đứng không chọn, chọn người ngồi? Em có linh cảm. Vậy á hả? Dạ, em có linh cảm. Nhưng mà nếu bạn này thì có đúng gu em không? Bạn cao hơn em xíu, không sao hết, được hết. Cao hơn nhiều quá chứ. Em chọn ai? Em nghĩ này. Lý do sao chọn anh đó? Tại mặt tròn. Nhưng mà ta có 1m64 à, em tới 1m73 lận. Dạ cũng không sao, chiều cao đâu quan trọng. Phải không? Dạ, ví dụ là chị cũng được. Đúng rồi. Đúng luôn em không? Đúng luôn hả? Rồi, xin mời hai bạn bỏ hình và nhìn người thật. Thử xem hôm nay nhận xét mình như thế nào nha. Có cái điểm gì với nhau không nha? Được không? Hình như em đoán đúng rồi đó chị. Hình như em cũng đúng. Đúng rồi, còn hình như gì nữa. Đúng rồi, mình ăn mừng nè. Đầu tiên thì anh có cái quà tặng em. Đưa qua đây luôn, không cần đi qua. Rồi ok. Qua chi ta thấy đó, mình lùn hơn. Cái khẩu trang với lại miếng chì tay nữa, hy vọng là nó thay em, ý nghĩa là nó thay anh bảo vệ em. Em cũng có quà tặng. Quà tuy là nhỏ nhưng mà em thích nó như là em thích anh vậy đó. Trời ơi, thả tính ghê. Nhỏ em thích nó chứ em thích anh vậy, thích luôn rồi hả? Đúng rồi. Có cần chị ngồi đây nữa không hay chị đi luôn cho rồi cho nó lẹ? Ồ, trời kỹ quá ha, trong hoa có khẩu trang, nước rửa tay nữa ha. Đúng, tình yêu mùa dịch là phải như vậy, bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng mà nãy giờ chị có bị gì chị cũng lay hai em rồi, không sao. Cảm giác đầu tiên khi cánh cửa này mở ra, cảm xúc của em là gì? Dạ, rất là vui khi mà mình nhận đúng người. Còn cái thứ hai thì bạn cũng rất là dễ thương. Mình phải có thưởng chứ. Bây giờ mình hát bài hay là mình làm gì cho nó vui vui lên đi nè. Thực ra là bài này thì em mới nghe của Đức Phúc ca vài lần thôi, em chưa có thuộc lắm. Vài câu thôi, vỗ tay cho ảnh đi em. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua biển xanh, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao lời, cảm giác trong anh bây giờ hơn cả yêu. Ai dễ thương, nhẹ nhàng quá vậy trời ơi, thiệt tình. Được rồi, vậy Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để hai bạn trò chuyện với nhau ha. Có điều gì cần trao đổi thì mình cứ trao đổi. Thời gian chương trình rất là ngắn, phải tranh thủ nha. Anh rồi chưa mà. Rửa tay, vệ sinh trước khi ăn. Rồi mời hai bạn thưởng thức. Món ăn này là cánh gà chiên nè, khoai tây và burger mini. Món ăn rất là ngon của nhà hàng Hoàng Yến Buffet ha. Và tâm sự trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời các bạn ngon miệng. Chào em. Em có ngại khi mà nếu mà hai đứa có quen nhau đi chơi chung với nhau, anh lại thấp hơn em xíu? Dạ không, em thấy cũng bình thường mà. Lúc trước em quen cũng có người lục hơn em, cũng có người cao hơn em. Tại là em làm và ở bên Bình Chánh luôn hả? Dạ đúng. Thì anh qua em thì cũng không xa lắm đâu. Anh ở cái Tân Bình luôn. Tân Bình. Em có thích đi du lịch không? Em cũng đi du lịch được nhiều nơi. Đà Nẵng rồi, Nha Trang rồi, Đà Lạt rồi, Vũng Tàu rồi, Mũi Né rồi. Em cũng đi nhiều nơi. Anh cực kỳ thích đi du lịch. Và cái chỗ mà thích nhất của anh là Đà Lạt. Đà Lạt. Nếu mà với có một ước muốn là nếu mà có người yêu á là sẽ cùng nhau đi du lịch Đà Lạt. Tại vì có một cái lời nguyền ở đó là khi mà em cũng biết mà khi mà quen nhau có thể là chia tay, anh muốn là nếu mà được thì hai đứa mình cùng nhau phá bỏ cái lời nguyền đó. Nhà em có đông anh em không ta? Nhà em có 3 anh em. Em chính giữa. Giữa. Anh là lớn nhất ở nhà. À, lớn nhất hả? Còn 3 đứa em nữa. 3 đứa em. Có một đứa 95, đứa 99 với lại một thằng út. Dạ. Nhà anh trai không ạ? Có 2 gái 2 trai. Dạ. Nhưng mà thì ra là có một gái thôi. Một đứa là lét rồi. Dạ. Cũng rất là mừng khi mà nó sống đúng với giới tính của nó. Chút xíu nữa có thể là được thì anh sẽ dắt em đi gấp thú ở trên CRB ở trên kia. Gấp em, 10 em lần mới dính được là dính vậy. Vậy là mình hợp nhau. Có thể được. Chúc đi gấp thú nha. Dạ. Trời, nó nói chuyện không có ăn luôn á. Thế cái bữa hẹn hò đầu tiên chưa? Tại vì có hẹn bạn là đi gấp thú. Trời đất ơi. Đi đâu? Đi gấp thú. Đi gấp thú hả? Hai đứa nhiêu tuổi rồi? 26 rồi chị, nhưng mà tâm hồn cũng còn trẻ trẻ. Ồ, tôi thấy ông này bắt cỡ đúng rồi, thấy bên này cũng bắt cỡ luôn nữa. Nghe thầy... Ngại á chị, bị khớp á, cũng đúng gu của mình. Đúng gu luôn hả? Dạ vâng. Mà ở ngoài chị cũng ngồi ở ngoài mà chị thấy điện nó sẹt sẹt sẹt, nó tứ lung tung chỗ này luôn nè. Bây giờ hai bạn hãy dành những câu hỏi trực diện với nhau, hỏi thẳng nhau để có thể mình hiểu rõ được nhau nhiều hơn. Em thấy anh sao? Anh nhìn đẹp, dễ thương, nói chuyện cũng hòa đồng, vui vẻ. Chắc hết rồi không? Hơi thấp. Thấp đúng sao? Lâu lâu anh cũng hơi tự ti về cái vấn đề này. Đâu có sao, cái đó là chờ cho sao đó vậy. Khi nhìn em, anh muốn hôn ở đâu? Anh sẽ hôn ở môi. Anh có thích ôm chung với em không? Thật ra là cái đó là một cái sở thích của anh. Có. Em nghĩ sao khi yêu một người bạn thân? Em thấy là không nên thích người bạn thân. Nếu mà mình theo người bạn thân đó, nếu lỡ mà mình không hợp nữa chia tay mình sẽ bắt luôn người bạn. Anh cũng nghĩ như em. Chưa gì mà đã nghĩ đến chia tay rồi. Không, tại em thấy đa số là gì vậy? Sao em không nghĩ người bạn thân là hiểu hết mình rồi, mình yêu nữa thì nó sẽ càng thân hơn, hiểu hơn. Em nghĩ là người bạn thân chỉ nên là bạn thân. Đúng vậy. Em hỏi nữa được không chị? Cái mối tình sâu đậm nhất của em á là năm em bao nhiêu tuổi và nó mấy tháng, kéo dài bao nhiêu lâu? Năm em 23 tuổi, kéo dài được 1 năm. Tại sao chia tay? Tại vì nãy cũng có giới nói rồi là... Người ta không có chung thủy. Thương mình thì cũng thương mình nhưng mà người ta vẫn đi ngoài. Em có bắt gặp tại trận không hay là đùn? Em không bắt gặp tại trận nhưng mà em bắt gặp cho tin nhắn. Những lần mà người đó đi nhậu xỉn về, điện thoại em lấy điện thoại bấm coi tin nhắn. Người ta nhắn tin, người ta rủ này nọ vậy đó. Cái em buồn, em mới hỏi người ta nhận. Mà người ta cũng xin lỗi, cũng này nọ, vui cũng nhiều lắm. Thực ra là anh nghĩ về cái vấn đề này thì sẽ có đôi khi cũng gọi là cảm nắng một người nào đó thì cũng không có giấu giếm được, nhưng mà vấn đề là có đi ăn dụng đi chăng nữa thì cũng biết mà. Kiểu như ý em là bây giờ một là không làm, mà làm không được thì làm phải cho kín, đừng để đối phương phát hiện, đúng không? Không phải vậy. Biết dừng tại đâu chứ đừng làm lố quá. Dừng tại đâu? Tại đâu là tại đâu? Có nhiều người á là đứng núi này chung núi nọ. Dạ, say nắng thì bình thường, tại vì cái giới này á thì gặp trai đẹp thì cũng gọi là thích mà, đúng không em? Đó. Không thể nào mà nó không thích được. Nhưng mà phải biết là cái mối quan hệ thích này á, nó dừng tại vì danh nghĩa là bạn bè thôi chứ không có tiến xa hơn nữa, tại vì mình có người yêu rồi, mình qua nó có chủ rồi. Rồi tới em. Anh nghĩ chứ điểm nào trên cơ thể của anh? Anh có một cái khuyết điểm thì sẵn khui ra luôn, thì do anh không đi tập gym mà cũng hay ngồi cho nên là vùng bụng thì cũng hơi béo béo xíu. Hy vọng là em không có phản cảm. Cái này hơi tế nhị xíu nha. Khi mà em quen bạn thì cái 1 tuần thì cái nhu cầu của em thế như là cần hay là sao? Ý là cái nhu cầu của em là em với bạn đó thì lúc trước của em 1 tuần 1 lần cũng có mà 2 lần cũng có. Nói chung là 1-2 thôi, không có gì. Thì còn em muốn mấy lần? Rất là ít có cái nhu cầu này. Đó là vậy. Cái nhu cầu em là cái gì? Nghĩa là có cũng được, không có cũng được, nó không có quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề là như em nói là thương nhau, phải biết chia sẻ, biết lắng nghe nhau, và quan trọng là em muốn công khai. Nên là em muốn có nhu cầu về cảm xúc, dạ, quan tâm, chăm sóc. Dạ đúng. Còn cái chuyện tình dục nó chỉ là một cái chất kệ, một cái thứ yếu của để giúp cho cái mối quan hệ nó nồng nàn hơn. Dạ, nó chứ nó không phải là cái quyết định. Dạ, tại vì nếu mình cứ chạy theo cái điều đó mãi thì mình sẽ khó chung thủy được với một người. Rất là khó chịu khi mà quen nhau mà được bị giấu giếm trong cái mối quan hệ là mờ ám, giống như kiểu mà người yêu bí mật á. Cực kỳ khó chịu luôn chị. Hỏi gì nữa không? Còn hết, hỏi đi. Nếu em ngoại tình, anh có tha thứ không? Vấn đề là sau khi xảy ra rồi, em biết, em giấu, em đừng để em phát hiện ra. Anh phát hiện ra thì anh sẽ rất là buồn. Tại vì khi mà cái mối quan hệ của mình thì anh sẽ kỳ vọng nó rất là nhiều. Thì khi mà nghĩ tới chuyện mà một người yêu của mình họ này kia với một người nào đó nữa, em có buồn không? Tất nhiên là buồn đúng không? Đó, cho nên là sau khi mà em không còn thương anh nữa thì em cứ nói thẳng ra, có thể là dứt sớm được thì cả hai cùng khỏe. Có nghĩa là nếu như em phát hiện rồi thì em không tha thứ. Thực ra là tùy vào cái tình cảm mình còn hay không nữa. Mình còn tình cảm đối với đối phương thì cho dù mình có bị phản bội 2 lần 3 lần thì mình cũng có thể là suy nghĩ vấn đề là quay lại nếu mà người ta thực sự hối cải. Còn ví dụ như phát hiện ra 1 lần, tha thứ 1 lần, lần thứ 2, lần thứ 3 tiếp nữa, không thể nào mà tha thứ hoài được. Hiểu ý anh chứ? Dạ hiểu. Là cái này là trước khi em vào đăng ký chương trình là em ghi ra sẵn đó phải không? Trước này khi ghi hình là em ghi. Tại vì em ghi ra. Em sẽ liệt kê những câu hỏi, ngồi trước gương và em nói chuyện cũng em suy nghĩ khá nhiều câu hỏi dành cho bạn. Nhưng mà khi mà chị kéo cái này ra cái tự nhiên nó bay đâu mất tiêu hết trơn. Thính cũng khá quá ha. Dính thính cho cưng. Tại vì bạn khá là dễ thương đó. Hai bạn có còn muốn nói gì với nhau nữa không? Trước khi chị Tường cho hai bạn bắt đầu chuẩn bị bấm nút với nhau. Tới với chương trình này thì em nghĩ là em và anh cùng mục đích là muốn hy vọng tìm được một cái người có một cái mối quan hệ lâu dài, đúng không? Dạ. Thì qua cuộc nói chuyện thì anh thấy là mình cũng khá là hợp nhau. Hy vọng là em và anh sẽ cho nhau một cơ hội để mà có những cuộc nói chuyện, có những cái tiến xa hơn nữa, và cùng nhau có những cái dự định về sau này nha. Rồi em có muốn nói gì với ảnh nữa không? Những lời muốn nói ảnh nói chưa? Sao vậy? Trời ơi, người không có chính kiến, nghe những lời em nói anh nói hết trơn. Rồi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nãy giờ Tường chị cũng đã dành cho hai bạn khá nhiều thời gian hơn những cặp đôi bình thường. Tại vì đây là những cái trường hợp mà chị Tường cũng rất là muốn biết, muốn quan tâm. Nhưng mà thật sự những thời gian trên đây nó cũng không có đủ để chúng ta hiểu hết được nhau. Đây chỉ là một cái chiếc cầu nối, một gỡ nhau thôi. Và ở đây chúng ta bấm nút giống như em nói là công khai trước sự chứng kiến của rất nhiều người, và đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì đưa ra quyết định. Em suy nghĩ kỹ nha. Nếu bấm nút thì nhấn mạnh, không bấm nút lặng lẽ lấy tay ra. Mời đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại nha. 1 2 3. Mở mắt lên đi. Thấy chị Tường làm gì không? Đó, nó không thèm nhìn chị Tường luôn. Cái ghê chứ, nó nhìn nhau không hà. Được rồi, thật là một cặp rất là đẹp đôi. Mời hai bạn đứng về phía bên này. Hơi tự ti xíu. Rồi, nắm tay nhau đi hai đứa. Một nụ hôn nè, hồi nãy khao khát hôn gì đó, làm đi. Công khai, em muốn công khai mà. Ok, mời hai bạn. Hơi ngại. Đâu có gì đâu ngại, người ta con gái tao không ngại với em trai ngại. Hơi ngại nhưng mà thôi hôn đại đi em. Tranh thủ ha. Gì ở dưới mấy người kia muốn gì sao tự nhiên ai cũng nín thở cầu thoát thân hết trơn vậy. Thật sự là cũng rất là vui khi hai bạn có thể là đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý chia sẻ với nhau những cái buồn vui trong cuộc sống. Và chị cũng mong như hai bạn nói vậy đó, nhiều người ta cũng đánh giá chưa có tốt lắm về giới của mình. Thế mình hãy sống thật là tốt, mình hãy là những người lương thiện, hãy giúp đỡ nhau vượt qua những cái con đường ở phía trước để có cùng chung một cái mục đích ha. Và thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây xem phim ha, rồi tâm sự ha, rồi hôn nhau thoải mái ha. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị. Thưa quý vị là ngày hôm nay Tường lại vừa thành công để mà mai mốt một cặp đôi trong cộng đồng LGBT nữa. Đây cũng là những cái dấu hiệu rất là vui mừng cho cộng đồng LGBT, bởi vì hàng ngày thì có rất là nhiều bạn trẻ đã dám sống với đúng con người thật của mình, và cái khó khăn nhất là cũng được gia đình và xã hội công nhận. Các bạn ấy cũng có rất là nhiều nghị lực để vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách của mình trong cuộc sống để tìm được cái cuộc sống mà mình mong muốn. Chúc cho các bạn trong cộng đồng LGBT luôn được nhiều sức khỏe, niềm vui, và đặc biệt là Tường cũng nói lời cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình Hẹn Ăn Trưa.